biểu trong cuộc họp báo trực tuyến với thống đốc các bang New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Rhode Island, Delaware và Massachusetts, thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết, thay vì cạnh tranh với nhau, các bang này sẽ lập ra hiệp hội chung để phối hợp mua thiết bị bảo hộ y tế, bộ xét nghiệm và máy trợ thở. Hiệp hội sẽ giúp xác định nhu cầu của toàn khu vực, giảm giá thành và bình ổn chuỗi cung ứng, cũng như nghiên cứu các tiềm năng công nghệ mới. Cùng chia sẻ quan điểm trên, thống đốc bang Pennsylvania Tom Uff tin tưởng, nỗ lực chung này sẽ khuyến khích các nhà sản xuất đáp ứng nhu cầu của các bang. Thống đốc bang Connecticut Ned Lamont cho rằng, việc thành lập hiệp hội cho thấy nỗ lực đoàn kết cùng nhau giải quyết khó khăn chung của các bang.